Nhà sư lên tiếng về phát ngôn gây xôn xao mạng xã hội của tiến sĩ Đoàn Hương. Phát ngôn của tiến sĩ Đoàn Hương về nhà sư bị cho là nhận định chủ quan. Hiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận ý kiến để kiến nghị đến các cơ quan chức năng. Mới đây, trong một talk show, tiến sĩ Đoàn Hương đã có phát ngôn, một số nhà sư làm tiền, sống xa hoa khiến đi tu trở thành một nghề. Tiến sĩ Đoàn Hương cho rằng đền chùa, mài dao cả năm để chờ chặt chém du khách phát ngôn này đã gây xôn xao mạng xã hội và một số tăng ni nhà sư đã có ý kiến cho rằng đây là nhận định chủ quan vờ đũa cả nắm về vấn đề này thượng tọa thích thiện thuận tránh thư ký ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu nói tôi đã xem nghe hết những ý kiến của bà xung quanh chủ đề đưa ra như lên án bói toán mê tín dị đoan dân sao giải hạn cùng những ý kiến được cho là nhằm bảo vệ những giá trị văn hóa truyền thống nhân xuân về tết đến đó là một chủ đề rất hay, nhưng tiếc thay, cả người dẫn dắt lẫn người phát biểu lại rất nhau đi xa quá, rất xa. Tôi không biết khi nhận xét, ngày nay, đi tu là một sự kiếm lợi, bà đã từng có những trải nghiệm, những hiểu biết về đời sống tu hành chuông mõ sáu thời tinh nghiêm trong ngày. Cùng những hy sinh, cống hiến thầm lặng của hơn 50.000 tăng ni và hơn 17.000 ngôi chùa của cả nước. Bà có biết thực tế con số hơn 2.100 tỷ đồng vào năm 2023 đã được đóng góp cho các quỹ, ủng hộ quốc phòng, biên giới hải đảo, bảo vệ tổ quốc Việt Nam đã đến từ đâu không? Theo Thượng tọa Thích Thiện Thuận, người trí thức luôn kiểm chứng thông tin khi phát ngôn trước công chúng. Sự mơ hồ là điều không thể chấp nhận, tiếc rằng vì thích thể hiện mình, bà đã lựa chọn cách nói quá thô thiển không xứng tầm học vị khi đưa ra nhận định mang tính phủ quyết danh dự người khác mà không đủ luận cứ xác minh, Thượng Tọa Thích Thượng Thuận nói thêm. Trao đổi với phóng viên báo người lao động, Thượng Tọa Thích Tâm Hải, trưởng ban thông tin truyền thông giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ liên quan đến phát ngôn của tiến sĩ đoàn hương hiện chúng tôi vẫn đang lắng nghe, tập hợp những ý kiến của Tăng Ni, Phật tử để có kiến nghị đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến sĩ Đoàn Hương từng có nhiều phát ngôn gây xôn xao mạng xã hội. Gần đây, tiến sĩ Đoàn Hương cũng làm dậy sóng mạng xã hội khi nói về Hoa hậu Ý Nhi. Các bạn vừa xem bản tin nhà sư lên tiếng về phát ngôn gây xôn xao mạng xã hội của tiến sĩ Đoàn Hương do biên tập viên Mỹ Linh của thoi Bao.de trình bày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin lần sau. Mỹ Linh, Thời Báo.de